của đội 2 với một góc sút là khá xả. Chiếc bóng đang là cầu thủ mang áo số 5. Cầu bóng vào trong nhưng đường bóng của cầu vào là quá dài. Bóng đi hết đường biên ngang. Và chưa tạo được quá nhiều những tình huống nguy hiểm tới từ cầu thủ áo vàng. Một pha sút bóng rất là cục xúc đến từ vị trí của thằng đội gì đấy nhỉ? Long gọi là Long gì nhỉ? Anh em ơi, cho ông Long gọi là Long gì ấy? Long lọ, đúng rồi, anh Long lọ, anh Long lọ, anh Long lọ. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội bóng áo vàng. Chả biết là tên gọi đội này là cái gì. Number 2. Cơ bóng đến từ Thái Lan. Tùng Tùng Lê đang chỉ đạo hàng rào. Rồi, một pha sút thẳng đến từ vị trí của Huy Thiago. Anh đã từng có hai bàn thắng rất đẹp một sống. Không ai có thể tiếp được quả bóng như vậy. Đã có một pha phạm lỗi từ phía sau của từ vị trí của Quang Anh. Phản công nhanh. Tùng Nguyên Mơ rất khéo. Xuân Trường. Rồi. Vạn mừng rất là ngạo nghễ. Không biết là có lỗi việt vị xảy ra không, nhưng mà khả năng là không rồi. Tuấn Minh chuyền đáy. Không. Đúng vậy, anh Tùng chuyền đáy nhưng mà Xuân Trường là cảm giác bóng không tốt. Những nụ cười đã trở lại trên môi của các cầu thủ A22 rồi. Rồi, anh em rất là cố gắng. Làm gì đây? Lắc phải. Đúng rồi. Tuấn Nếp. Ôi rồi. Vào. Rất là bất ngờ. Khi đội bị ép nhiều hơn thì lại có bàn thắng thứ hai. Nhưng mà phải kể đến trước đấy là có một pha rất là hiểu ý đến từ hai cầu thủ từng chơi HBL, một hiện tại và một trong quá khứ là Thái Lan và Tuấn Nếp. Rất nhiều những quả phạt ở diễn ra. Không biết Huy Thiago có muốn làm lại một quả cầu vông như ở TLA không? Rất hay. Một pha mu lai má ngoài. Nhưng mà A22 thì có sự trở lại của anh Tùng Chủ tịch mặc áo số 2. Cầu thủ gọi như là cây đa cây đề của ai. Và thôi. Và thế là bán luôn. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mà quả bóng lại lăn vào giữa sân như vậy. Một pha gọi là cười nhạt của anh Đạt Bích, một cầu thủ chơi rất hay ở hiệp 1 nhưng mà hiệp 2 thì anh bán. Quyết định dứt điểm ngay và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía của đội 1. Cầu thủ áo cam đang rất sùng sau bàn thắng vừa rồi. Những ảnh ăn mừng rất đẹp đến từ cầu thủ áo cam. Từ một tình huống đi bóng và dứt điểm. Anh Tùng. Đường chuyền là hơi lỏng. Ôi, chọc khe khá tốt, đánh gọn là khá điệu đà nhưng chưa giải quyết vấn đề gì. Bóng lại một lần nữa được đưa lên tới từ cầu thủ áo cam và đây sẽ là một tình huống chạy như ngựa đến từ Tuấn Minh Idol. Đào 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 đào. Vào! Bàn thắng tiếp theo đã đến với cầu thủ bên phía áo cam và người vừa ghi bàn thì không ai khác rồi, Tuấn Minh Idol. Xử lý là khá gọn gàng. Thảo người biển đưa bóng vào trong nhưng đó là một tình huống cản phá kịp thời. Tùng Lê nỗ lực đánh đầu vào trong. Đây rồi, không được.
Vẫn còn. Còn cái nịt mà thôi. Ok. Ôi rồi. Có tí và vấp và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía áo cam. Đã ra một tình huống va vấp vừa rồi chỉ là một động tác giả thôi. Có vẻ như những đôi chân đây đây. Ui, vẫn là tình huống xuất sắc tới từ thủ môn. Có tình huống cản phá khá kịp thời. Đạt bích. Không được, không có lỗi. Đây rồi, 2-1 là không chột là cũng què. Rồi. Yeah. Quá đơn giản cho bàn thắng thứ 6. Vẫn là đường chuyền. Cố gắng đưa bóng vào trong vẫn không vào. Có vẻ như là cái duyên ghi bàn. Ui giời, vẫn không vào. À, nhưng mà theo trọng tài xác định thì quả đấy là lại là vào. Sau khi mà bóng đập tới ba cái cột thì trọng tài xác định là vào. Và vừa rồi là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận thi đấu này và kết thúc hai hiệp chiến thắng dành cho cầu thủ áo cam. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.